Chào mừng các bạn đến với chương trình Thủ thuật Photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần tại Zing TV và mình là Thùy Uyên. Các bạn hãy chia sẻ thắc mắc những vấn đề về Photoshop qua email uyên info Mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn xử lý cho các bạn ở những số tiếp theo của chương trình. Truy cập tại tv.zing.vn hoặc thuyuyen.info để xem thêm hướng dẫn một số thủ thuật Photoshop phong phú và đa dạng khác. Có một bạn liên lạc qua Facebook và hỏi mình cách để tách cái hình bóng đèn này ra và ghép vào một cái background khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật để cắt cái hình bóng đèn này. À, ở đây mình sử dụng luôn stock của bạn đó gửi cho mình cho nên nó không được chất lượng cao cho lắm. Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng pen tool để tạo một vùng chọn xung quanh cái bóng đèn này để cắt nó ra thì để tiết kiệm thời gian mình đã tạo sẵn một cái đường path ở đây rồi. À, sau khi có đường path này thì các bạn sẽ nhấn phím control enter để tạo vùng chọn. Các bạn cũng có thể click phải chuột, chọn vào make selection. Ở đây thì vì cái bóng đèn này nó là một vật thể cứng cho nên mình không có chọn cái thông số feeder cho nó. Ok. Sau khi đã lốt được vùng chọn thì các bạn nhấn phím control c để copy. Và qua cái hình background này, nhấn Ctrl V để pass nó vào. Thì lúc này các bạn thấy là cái bóng đèn này nó bị dính luôn với lại cái background của hình kia cho nên nó không có được trong. Nó không có mang cái tính chất của thủy tinh ở đây. Thì các bạn vào kênh channel, chọn ra một cái channel nào mà các bạn thấy là độ tương phản sáng tối của cái bóng đèn này là rõ nhất. Các bạn sử dụng kênh green hay là kênh blue thì cũng được hết. À, đầu tiên mình sẽ sử dụng kênh blue trước đi ha. Mình copy một cái kênh blue này xuống ra thành một cái kênh alpha là blue copy. Lúc này thì các bạn sẽ vào menu image, chọn vào lệnh apply image. À, với cái blending này thì các bạn sẽ chọn cái mode là multiply để opacity khoảng 50%. Ok tiếp theo nữa thì các bạn lại lặp lại cái bước đó một lần nữa và apply image với cái lần lặp lại này thì các bạn sẽ chọn blending là overlay để tăng cái vùng sáng lên thì lúc này các bạn sẽ chọn opacity là 100 ok các bạn có thể nhấn phím Ctrl L để cân chỉnh cái level tăng cái contrast sáng tối lên Sao cho nhìn nó tương phản cái bóng đèn rõ chỗ sáng chỗ tối Ok, sau đó các bạn giữ phím Ctrl Click vào trong cái layer thumbnail của cái kênh alpha này Để tạo vùng chọn Sau đó thì các bạn quay trở lại kênh RGB Quay lại bảng layer Với cái layer bóng đèn này thì các bạn sẽ copy nó ra một cái layer mới và add cho nó một cái layer mask các bạn ẩn cái layer bóng đèn này đi thì đó lúc này là các bạn thấy là mình đã có được một phần trong suốt của cái bóng đèn rồi thì các bạn có thể chọn vào cái layer mask và tăng level ở trong cái layer mask này các bạn có thể tăng để lấy thêm chi tiết cho cái bóng đèn cái này mình đặt tên là kênh blue ha nếu mình như vậy không thì cái bóng đèn của mình rất là mỏng nhìn nó mỏng mà nhìn nó cũng không có thật nữa cho nên mình sẽ quay trở lại kênh channel và lúc này mình sẽ copy một cái kênh khác à mình ẩn cái layer này đi mình hiện lại cái layer gốc ban đầu này và quay lại channel chọn một cái kênh khác hồi nãy mình chọn kênh blue rồi thì bây giờ mình sẽ chọn kênh green mình copy nó ra và thao tác cũng giống như hồi nãy luôn vào image apply image chọn Đầu tiên là multiply, opacity khoảng 50 để control cái vùng tối của nó. Click OK. Lặp lại một lần nữa, chọn blending mode là overlay, để opacity là 100. Click OK. Các bạn cũng có thể không cần chỉnh level hoặc là chỉnh cũng được không sao hết. Nhấn phím control và click vào layer thumbnail để tạo vùng chọn. Quay lại kênh RGB, quay lại bảng level copy cái layer gốc này lên đặt tên là green ha rồi tạo cho nó một cái layer mask ẩn cái layer ban đầu đi thì lúc này các bạn hiện luôn cái layer blue lên thì đã thấy là cái bóng đèn nó đã dày hơn rồi lúc này thì các bạn có thể cân chỉnh level của cái layer mask giống như hồi nãy để cho mình chỉnh cái độ trong đục của bóng đèn các bạn cũng có thể đổi cái blending mode của nó là screen để trông nó sáng hơn. Với những cái chỗ mà phía trên này bị mất một khúc thì các bạn có thể sử dụng brush màu trắng để opacity thấp khoảng 5 hoặc là 10 thôi. Rồi các bạn tô vào một trong hai cái layer này, layer nào cũng được hết. Các bạn tô vào để lấy lại nét của cái bóng đèn, tô nhẹ nhẹ lúc này thì các bạn thấy là cái thủy tinh nó đã ok rồi nhưng mà cái phần chui này nó bị mất nét thì lúc này mình sẽ sử dụng đến cái hình layer gốc ban đầu này với cái layer gốc này các bạn hiện lên và giữ phím alt click chọn vào add layer mask để tạo cho nó một cái layer mask màu đen là che phủ hết tất cả rồi sau đó các bạn sử dụng brush màu trắng để opacity 100% cũng được tô lên phần chui đèn để lấy lại cái phần chui đèn này Ok, lúc này thì các bạn đã có được một cái hình bóng đèn. Nhìn thấy cái background ở dưới rồi mang cái chất của thủy tinh. Thì nếu mà các bạn cảm thấy vẫn chưa ưng thì cứ lặp đi lặp lại cái bước đó nhiều lần và nằm ở nhiều cái channel khác nhau để tạo một cái vùng chọn khác nhau thôi. À, mình hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Nếu các bạn thích những hướng dẫn của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.